Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Video ngày hôm nay sẽ không phải là một video dành cho iFan nữa, bởi vì hôm nay mình lên video dành cho iFan rất là nhiều rồi. Vậy nên hôm nay sẽ là một video dành cho Mi Fan. Bởi vì sao? Bởi vì hôm nay mình đã có ở đây Redmi Note 11 và Redmi Note 11 Pro. Để làm gì? Để trên tay cho anh em. Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Và trước khi bắt đầu video này thì mình rất cảm ơn cửa hàng Hùng Mobile đã cho bọn mình mượn hai chiếc điện thoại này để có thể trên tay cho anh em. Vậy nên là nếu anh em nào quan tâm đến những chiếc Redmi Note 11 series thì mình sẽ để đường link phía bên dưới dẫn thẳng cửa hàng của Hùng Mobile cho anh em nhé. Ở đây thì mình đang có một chiếc là Redmi Note 11, cái chiếc này thì đã bị bóc rồi. Và bên đây thì là một chiếc Redmi Note 11 Pro, một cái phiên bản nó Pro hơn thì nó chưa được bóc seal, tí nữa mình sẽ bóc seal cho anh em luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cái chiếc Redmi Note 11 này đã nhá. Đây. Con này thì bóc seal rồi. Để mình bóc lại cho anh em thôi. Và khi mở ra này, chúng ta sẽ có ngay ở đây, đó là một cái hộp nhỏ nhỏ, chắc là hộp đựng ốp, có chữ Redmi. Và phía bên trên của nó thì sẽ có được hình của một chú khủng long đang phun lửa. Rồi để mở xem nó là gì nhá. Đúng rồi, ở trong đây thì nó sẽ là một chiếc ốp silicone anh em ạ. Đấy, rất chu đáo. Xiaomi bao giờ mua điện thoại cũng tặng luôn ốp. Ốp silicone này thì dùng khoảng, chắc là khoảng một tháng nó sẽ ố rồi, nên anh em hạn chế dùng cái ốp này thôi nhá. Và phía bên trong của chúng ta tất nhiên rồi sẽ có một chiếc Redmi Note 11. Và để mình xem còn gì ở phía bên trong nữa hay không. À, chúng ta có một cáp sạc này và một củ sạc. Ghi luôn ở đây là củ sạc 33W anh em nhá. Đó. Với cái phần hộp thì nó chỉ có thế thôi. Mình sẽ cất cái phần hộp này đi. Và đây chính là chiếc Redmi Note 11. Anh em nhìn thấy không ạ? Ngay cái phần mặt lưng là chúng ta đã nhìn thấy nó khác cái chiếc Redmi Note 10 rồi. Không còn là một cái mặt lưng nhìn nó đơn giản năm ngoái nữa. Thay vào đó, một cái mặt lưng nhìn rất là bling bling. Tức là sao, ở đây nó có cái phần kim tuyến ở phía bên dưới này, anh em nhìn này, đó. Và phía bên trên của nó sẽ có được một cái hiệu ứng chuyển màu. Khi mình để như này và mình nghiêng lên nghiêng xuống thì nó sẽ có một cái hiệu ứng chuyển màu nhìn rất là ảo ma Canada, đó. Và cái màu này thì Xiaomi họ gọi là Milky Way Blue. Đấy, nghe nó rất là kiểu giải thiên hà rồi đúng không anh em? Rồi, thì tiện nói về cái phần mặt lưng này thì mình đã chia sẻ luôn cho anh em về cái phần camera của cái chiếc máy này. Anh em nhìn thấy không ạ? Ở đây có một cái phần cụm camera nó khá là khác so với chiếc Redmi Note 10 của năm ngoái. Nhìn thì đồ sộ như này thôi, thế nhưng thực chất ấy, nó chỉ có hai camera thôi. Đó là camera chính với độ phân giải là 50 megapixel và một cam góc siêu rộng với độ phân giải là 8 megapixel. Nếu như mà so sánh với cái chiếc Redmi Note 10 của năm ngoái thì rõ ràng năm nay ở phần camera chính chúng ta đã có được một cái nâng cấp từ 48MP lên 50MP. Tuy nhiên thì nó chỉ được nâng cấp ở cái phần camera chính mà thôi. Còn đâu thì chúng ta sẽ bị cắt giảm đi một cái camera macro và một cái cảm biến đo độ sâu. Về màn hình thì năm nay cái chiếc Redmi Note 11 này nó sẽ có kích thước là 6,6 inch và nó sẽ có sử dụng cái tấm nền là IPS LCD. Đây là một cái điểm cắt giảm so với Redmi Note 10 của năm ngoái. Tuy nhiên có một cái điểm hơn so với cái phiên bản năm ngoái ở đây, đó chính là chúng ta sẽ có được một cái màn hình với cái tần số quét là 90Hz thay vì là 60Hz như cái màn hình truyền thống của Redmi Note 10 vào năm ngoái. Vậy nên cái màn hình này nó vừa có nâng cấp và nó cũng vừa có sự cắt giảm. Về con chip thì năm nay cả 3 phiên bản Redmi Note 11 series đều sẽ không sử dụng con chip của Qualcomm. Thay vào đó chúng ta sẽ có những cái phiên bản của MediaTek. Và cụ thể thì trên cái chiếc Redmi Note 11 này thì chúng ta sẽ có con chip là MediaTek Dimensity 810. Và tất nhiên là nó sẽ có hỗ trợ 5G cho anh em. Ở đây thì mình chưa thể nào mà chấm điểm AnTuTu cho anh em luôn được. Tuy nhiên thì theo như mình có tìm hiểu ở một số trang YouTube nước ngoài thì họ chấm điểm AnTuTu của con chip này nó đạt là khoảng 340.000. Thì khi mà mình so sánh cái điểm này với điểm của những con chip của Qualcomm ấy thì nó sẽ tương đương với một con chip là Snapdragon 720G, một cái con chip tầm trung của Qualcomm. Và nếu như mình so sánh với con chip đầu 6 của Redmi Note 10 vào năm ngoái thì mình nghĩ rằng con chip này nó sẽ mạnh hơn cái con chip của năm ngoái. Còn về viên pin, năm nay thì chiếc Redmi Note 10 này sẽ có viên pin là 5000 mAh, kèm với đó là khả năng sạc nhanh 33W ở trên cái cục sạc mà mình có giới thiệu với anh em ở đầu video. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển qua một cái phiên bản nó pro hơn của cái chiếc Redmi Note 11 này. Đó chính là chiếc Redmi Note 11 Pro. Đây là một cái phiên bản mà mình chưa bóc hộp, vậy nên bây giờ mình sẽ bóc seal luôn cho anh em nhé. Trời ơi, lâu lắm mới được bóc seal một cái máy anh em ạ. Đó, rất tiếc là mà chúng ta không nhìn thấy những cái phần seal giấy giống như của Apple nữa. Vẫn sẽ phải là rạch tay như thế này. Rồi, vẫn sẽ là một cái ốp vẫn có hình Redmi và một chú rồng phun lửa ở đây. Rồi, và đây. Đây chính là chiếc Redmi Note 11 Pro của anh em này. Uầy, box seal này. Đó,
Và mình đã thấy ở đây có một cái sự khác biệt rất là lớn của Redmi Note 11 Pro so với cái chiếc Redmi Note 11 thường rồi. Nhưng mà mình sẽ để qua một bên để xem còn cái gì ở bên trong hộp nào. Rồi, năm nay thì chúng ta ở trên phiên bản Pro này thì anh em sẽ có được một cái cục sạc với cái công suất nó lớn hơn. Nó là 67W thay vì 33W như trên cái phiên bản Note 11 vừa rồi mình vừa trên tay cho anh em. Rồi, và đây chính là chiếc Redmi Note 11 Pro của năm nay. Một cái thiết kế nó rất là khác so với cái phiên bản mà mình vừa về trên tay hồi nãy. Với cái thiết kế này thì nó lại là mình liên tưởng đến những cái chiếc iPhone. Bởi lẽ rằng là những cái phần cạnh viền của nó này, nó sẽ được làm vuông. Nhìn nếu anh em ở đây anh nhìn thấy nhá, nó sẽ rất là giống một chiếc iPhone. iPhone 12 ấy. À, tôi nhớ rồi. Tôi có một chiếc iPhone 12 Pro Max ở đây. Để tôi so cho anh em nhá. Ở đây tôi thấy rằng là về cái độ dày của hai chiếc máy này thì nó là tương đương nhau. Nó không có một bên nào quá dày cả. Tuy nhiên về thông số thì cái chiếc Redmi Note 11 Pro này nó sẽ có độ dày là 8,3, trong khi cái chiếc 12 Pro Max nó chỉ là 7,4mm mà thôi. Còn ở đây thì tôi nhìn thấy nó không chênh lệch quá là nhiều. Có lẽ họ sẽ tính cả cái phần cụm cam này nên là cái chiếc Redmi Note 11 Pro này nó sẽ dày hơn anh em ạ. Về màn hình thì cái chiếc Redmi Note 11 Pro này nó sẽ có kích thước là 6,67 inch. Cái tấm nền được sử dụng ở đây đó là AMOLED. Và có một cái điểm nữa nó hơn so với cái màn hình của Redmi Note 11 mà mình vừa chia sẻ cho anh em, đó là ở tần số quét. Thay vì là 90Hz, chúng ta sẽ có màn hình 120Hz. Về phần cụm camera thì ở đây chúng ta vẫn sẽ có một cái phần cụm camera rất là giống so với cái phiên bản Redmi Note 11 mình vừa trên tay cho anh em. Tuy nhiên nó đồ sộ là nó đồ sộ thật, bởi vì nó có tới tận là 3 camera. Một camera chính này anh em nhìn này, nó sẽ là 108MP. Và tiếp đó thì anh em sẽ có được một cái camera góc siêu rộng là 8MP, và kèm theo đó nữa sẽ là một cái camera tele với độ phân giải là 20MP. Về phần mặt lưng thì ở đây chúng ta có một cái màu nhìn nó khá là đẹp. Và khi mà mình chạm tay vào này, nó vẫn bám vân tay anh em ạ. Tuy nhiên thì ở đây nó cũng hơi nhám nhám thôi. Cái phần nhám này thì nó cũng sẽ không hạn chế được cái việc là bám vân tay ở cái phần mặt lưng của anh em đâu. Và tiếp theo là về loa. Tại sao mình lại nói về loa ở trên cái chiếc Redmi Note 11 Pro này? Bởi vì năm nay Redmi Note 11 Pro nó có được một cái phần rất là đặc biệt ở cái phần loa này. Đó là nó sẽ được hiệu chỉnh bởi JBL, một cái hãng loa rất là nổi tiếng rồi. Có lẽ rằng năm nay nó sẽ hứa hẹn có một cái chất âm nó tốt hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho anh em một bài nhạc nhé. Chuyển qua đến phần hiệu năng thì như mình đã chia sẻ với anh em ở đầu video thì năm nay chúng ta sẽ không có chiếc máy nào được sử dụng con chip của Qualcomm cả. Thay vào đó chiếc máy này sẽ có con chip là MediaTek Dimensity 920 và tất nhiên là sẽ có 5G rồi. Về điểm số thì theo như mình có tìm hiểu được, điểm AnTuTu của con chip này là 420.000. Và khi mà mình so sánh ấy, thì mình thấy rằng nó khá là tương đồng với điểm số của con chip là MediaTek Dimensity 900, tức là con chip đời trước của con 920 này. Và cái con chip đó thì nó được trang bị ở trên cái chiếc Oppo Reno 6. Và như mình đã có trải nghiệm cái chiếc Oppo Reno 6 đó thì cái con chip đó nó hoàn toàn có thể giúp anh em là chơi PUBG ở cái mức FPS là 90. Nó rất là mượt luôn. Vậy nên con chip này chắc chắn là nó cũng sẽ đạt được một cái hiệu năng tương tự và thậm chí là còn hơn so với con chip đấy cơ. Và cuối cùng về thời lượng pin, như mình đã có chia sẻ với anh em thì năm nay chúng ta sẽ có được một cái thời lượng pin là 5100mAh và sẽ có được một cái công suất sạc là 67W, chỉ mất 40 phút để anh em có thể sạc đầy cái viên pin đó thôi. Và hôm nay thì ở đây mình không có cái phiên bản là 11 Pro Plus thì cái phiên bản đó nó cũng không khác gì cái phiên bản 11 Pro này cả. Và cái nâng cấp duy nhất của cái chiếc máy đó, đó là về cái công suất sạc. Thay vì có 67W thì chúng ta có gì ạ? Chúng ta có 120W. Một cái công suất sạc nghe nó rất là đỉnh cao. Thế nhưng mà cái viên pin của nó chỉ là 4500mAh mà thôi. Tuy nhiên thì với cái công suất sạc là 120W đó thì anh em chỉ mất bao nhiêu? 15 phút thôi. 15 phút tức là nó đã nhanh gấp đôi cái công suất sạc 67W ở trên cái con Redmi Note 11 Pro này rồi. Thực sự năm nay cái dòng Redmi Note 11 này mình cảm thấy rằng là nó khá là ấn tượng. Và Xiaomi họ đã đưa rất là nhiều công nghệ xuống những cái chiếc máy tầm trung này rồi. Về mức giá thì theo như mình đang có tìm hiểu được ở đây thì ở bên Hùng Mobile đang bán cái chiếc Redmi Note 11 5G với mức giá là 4.9 triệu, tức là khoảng 5 triệu. Còn với cái chiếc Redmi Note 11 Pro này thì đang có mức giá là 6.690.000, tức là khoảng 6.7 triệu. Và với cái mức giá này thì mình nghĩ rằng những cái trang bị mà Xiaomi họ đặt lên Note 11 Pro hay là Note 11 thường ở đây thì mình nghĩ rằng nó rất là đáng giá. Một chiếc máy với giá tầm trung nhưng mà anh em đã sở hữu được rất là nhiều những công nghệ rồi. Có camera 108MP này, chúng ta có một con chip mới đến từ MediaTek này, và một cái thiết kế vuông vắn rất là giống iPhone 12 nữa, đúng không ạ?
Và đó là tất cả những gì về hai cái chiếc điện thoại là Redmi Note 11 và Note 11 Pro của năm nay. Anh em nghĩ sao về hai chiếc điện thoại này thì hãy comment xuống bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.